Đi. Ây da, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, kia đâu, kia đâu. Đâu rồi, Elite có rồi. Ở đây. Ây ôi, tự chiến. Ây da, ui da. Ây da. Đi ra, đánh hả? Đang, quay em bố nó, hồ bố nó. Coi hồi. Ui, trời ơi, cái gì? Ấy thằng kia nó thua rồi. Thấy thằng kia nó thua rồi. Ấy là đây. Chờ bố lại đây, lại đây. Cho nó đó lại đây, Come on. Kìa, hiệp 2. Ôi, chẳng năm hiệp nó mới thắng á. Kiều để căng. Kiều căng quá. Thôi đi. Chết ơi. Ừ, là hổ chết rồi. Quay cá thì quay sau bao nhiêu hiệp nữa nó mới thắng. À. Ui đúng rồi. Con. Căng thẳng. Ui. Hết chỗ rồi. Ui. Trời căng. Yeah. Đau. Chính căng quá. Ý, tụi mình phải đi xa rồi, chứ không hồi à. Dữ. Ủa chiến căng hẳn chứ. Rồi, khi ai đó hỏi tôi combat hay nhất hiệp nghiệp. Tôi gắn hiệp cuối thắng, tôi gắn hiệp sĩ thắng. Ui. Lừa đảo. Công mới, hiệp sĩ mới. Trời ơi. Damn. Ready. Nghĩ đời 3, đời 4 chứ. Ngô. Chết luôn. Nice. Cho này lại. Dạy ơi. Ngô luôn. Đó, mon ngô luôn. Kéo xuống. Dạ. Ê, cái đó rồi, phải nút. Nó có pho đem mệt đó. Đi. Kéo từ xuống. Rồi đi, dạ. Ấy ăn. Ừ á. Đi quen. Thôi chiệt chiệt cả. Cố lên anh trai, anh phải thắng anh à. Anh vô cho xem một thường cho nó. Bay. Được rồi. Xem một thường cho nó. Vô. Chắc phải tới đời ông cố mới thắng được. Chưa ai biết được tự nhiên cô. Nó đen. Nó giữ ai à? Nó giữ đèn cố. Bực cô hơn. Có con mày sẽ có mày lên cơn. Ai biết được tự nhiên nó lên model Elite Cut à? Kệ vũ vô đi. Hay. Cỡ này phải Mondo mới được. Phải có thằng Mondo Elite. Áp đảo quá. Giống hồi sáng mới đã. Hồi sáng tự nhiên Mondo liền rồi. Mình đồ ơi. Còn cái đá còn vừa chết luôn. Tiếp chết. Vừa chết hoài. Vừa siêu thường không? Vừa siêu thường không? Để coi. Để xong cuộc chiến. Đây là cuộc chiến căng thẳng này. Đó lên đây là nó không làm gì được nè. Ồ, đi đâu? Ồ. Anh kỳ tỉ không sợ bụng. Ồ, kia đâu? Kìa. Ồ, à kìa đó kìa. Chết rồi. Phúc, ra đây đứng cho kỳ sĩ quýt lụi. Không, không ở dưới này thằng kỳ sĩ nó không có hiện ra xong rồi làm được. Không, đứng đây cũng tầm mà. Ờ, ok. Để lên. Ê, có khi nào tự nhiên à... Tao. Con Elite Cup nó hành không lộn vậy. Đó đâu. Mày bị. Rồi đấy, để anh kêu với đứa con anh ra phụ.
Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ừ. Bài xét. Không có đồ defense nào ngon vậy? Không có đồ defense nào ngon vậy? Trời ơi. Ủi đá coi. Trời ơi, đập tét rồi. Trời nó ủi một phát chết hết luôn. Chú! Ui! Trời, nhìn lính nó bay kìa, nhìn lính nó quay bay kìa. Ưa, ưa, ưa. Defend thành 2 không chưa? Cứu lên, cứu lên, cứu lên. Khổ chết luôn. Tại sao lên tú, tại sao lên tú? Trời, nó ủi chết hết luôn kìa. Ê, trường, trường, trường. Mình chai y bèo ông mi với trường. Mình chạy mất dạy, mình đi lên núi kiếm mẹ mình mua đồ đi xuống. không có đồ defend nhiều ta. Đồ defend nhiều không? Có cái đồ nào defend nhiều không? Viking set. Có cái cộng bao nhiêu? Cộng bao nhiêu? Không biết là có cái kia không? Cái kia kìa. Ba đi nè. Cái đồ dùng á. Đồ dùng á. Đồ dùng của cái top Elixir. Ừ đúng rồi, cái đó thiệt nhất. Cái đúng cái đó à. Ừ, cái đúng cái này. Ôi bay đi, bay đi, bay đi, bay vậy. Ừ, đảo sao giật à. Rồi. Mới là hai này, mới là mấy con Vinh hết lại gần. Nó bị giăng xa, bịp. Ôi ôi, mất đầu rồi, mất đầu rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố chết. ba ly nè. Ủa, một tiếp luôn. Một tiếp chưa hả mày? Nè. Từ con này đây. Bắn cầu bờ. Cái gì cái đeo ai gãy ngứa gãy ngứa cứu lên cứu lên ui 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 ui